Hello anh em nhá. Không hết buồn chưa? Buồn gì điên à? Mình không giờ mình buồn đâu. Mình có biết buồn là gì đâu. Điên à? Khóc gì điên à anh em? Mình không giờ mình khóc đâu mà. Toàn ló lên tai anh tinh. Tôi đã nhìn thấy ở khóe mắt của em khi vẫn còn nước mắt. Chơi Phoenix anh em ạ. Muốn chơi Phoenix, mong là nó không cấm. Vừa nói xong. Vừa nói xong. À, nó chưa cấm. Nó chưa cấm anh em ạ. Bách cầm đi kìa Bách. Chấp vào luôn, không sao hết. Đừng cấm Phoenix, Phoenix chả có cái gì để mà phải cấm cả. Con này bình thường mà. Đừng cấm, đúng rồi. Của tôi anh em ơi. Bạn ơi. Đứt luôn. Lâu lắm rồi, không được chơi Phoenix. Anh em ai rảnh đi thì chia sẻ hộ mình nhá, chia sẻ với bạn nó đi anh em ơi. Anh em ai có bạn bè có thể chia sẻ vào. Ui, chia sẻ hộ mình đi. Mình chưa chơi Phoenix mấy ở cái bản cập nhật mới của con Phoenix này là mình chưa chơi mấy luôn, chắc là mình chơi được 1-2 trận gì đấy, 2-3 trận tầm đấy. Mình không chơi nhiều nhưng mà nói chung là mình thích chơi. À không, mình không thích chơi nhưng mà bị bắt phải chơi anh em ạ. Bắt phải chơi cho nên là không chơi không được. Bị anh quản lý bắt phải chơi, bắt phải luyện này. Ơi, ngồi like có êm mông không anh á? Có chứ. Con nào tướng tử của anh vậy á? Chứ nắc, sao lại chứ nắc? Nắc bây giờ không phải tướng tử của anh đâu mà chứ nắc. Nắc không hề là tướng tử của anh nhá. Không hề. Đừng bao giờ anh em, đừng bao giờ nhắc đến từ nắc trước mặt mình nữa. Nắc bây giờ không còn là tướng tử của mình nữa. Sao anh không đọc comment của em vậy? Thề nắm comment lắm em ơi. Nhiều người comment lắm anh không đọc được, không đọc hết được. Anh không muốn đọc nhưng mà không đọc được. Zil à? Zil mình cũng thích chơi, Slim mình cũng thích chơi. Con gì mình cũng thích chơi hết, con nào cũng thích chơi. Nói chung con tướng rừng nào đi rừng được thì mình sẽ thích chơi. Còn con Phoenix này chưa làm quen với con này lắm cho nên là mình chưa thích chơi. Nhưng mà tôi một ngày nào đó mình sẽ thích chơi. Đấy.
Con này không biết là đi rừng có khỏe không đây. Mong là sẽ được, mong là sẽ khỏe. Nếu mà khỏe thì mình sẽ cho vào. Vào tướng tủ. Alo. Vào tướng mình thích chơi. Mong là khỏe. Lấy trụ anh em về là về thế nào được? Ô không, trên rồi thì sao mà ai đép ở dưới này nữa? Xin cái trụ. Ở trong bên đắp này thì có thằng vào. Kiểu gì có thằng vào. Thế thôi bạn ơi, thế thôi. Tha nó. Chung là mấy con AD con nào mình cũng biết chơi á, đó là mình cần phải làm quen với con tướng thôi. Chứ con AD nào mình cũng chơi được. Ôi giời ơi, sao mà đông vậy ta. Ôi đông thế. Sao mình vẫn khỏe, vẫn mạnh. Chết hát thường xuyên em ạ. Ủa không, chuẩn bị sang bùa xanh á. Gì đây? Ơ à, mà lu ai? Ơ à. Con bà lu nó cũng ghét mình. Lu nó cũng ngáo đá rồi. Trời, đánh ngáo. Người nó ngáo rồi, giờ đến con Blue nó cũng ngáo theo nữa. Ờ, đơ. Đồng đội chết rồi, việc đồng đội. Farm, không cứu được. Cứu được. Chạy thôi, cay lắm, bánh dài bị cái blue cay lắm. Cay lắm. Explosive!
yếu nhỉ. Tưởng con này khỏe lắm chứ. Nhưng mà mình cũng nên gọi là mình giết được nó. Biết thế chạy đi. Đấy, mình là mình chỉ bị hững ở mấy cái chỗ đấy thôi. Thế nên mình chưa chơi con này nhiều. Mình mấy cái pha xử lý đấy mình chưa quen. Chưa biết là con này đam mình căn đam thì kiểu như mình chơi nhiều có mình căn được đam của con này á. Mình cảm giác là mình căn được đam của con này như thế nào. Mới chơi thì chưa quen. Cần thời gian thì nói chung là con này chơi được. Được. Con này chơi được. Solo kinh công nhỉ, con này solo kinh công ta. Thử nhá. Né đam. Đứng ra đây nhanh em ơi, đứng ra đây. Ô. Ra đây. Ra đây. Mình cần hết luôn. Các chú chỉ cần đi ra đây. Bắt đầu có cảm giác chiêu này đấy. Dễ mà đúng không? Con này chơi dễ mà. Liều thế không liều đâu. Nói chung là kiểu như là nhiều pha mình kiểu như là mình cảm giác ấy, hiểu không? Mình chơi nhiều mình cảm giác chơi kiểu như là mình cân nhiều, mình có cảm giác là mình sẽ đánh được. Nói chung là mình phải có cảm giác. Nếu cảm giác không đánh được thì mình sẽ bỏ ngay. Chứ ai đâu mà đi dám lao vào ấy chơi thế. Nói như là bạn chơi cứ chơi liên quân nhiều sẽ có cảm giác. Lính trên à? Ơi, cover rồi. Cover có kinh công, công. Múa. Bắn không? Bắn thi không? Múa. Cảm giác ơi, nói chung là bạn phải đánh nhiều và biết xử lý tình huống. Chứ đâu vậy? Biết là có cảm giác rồi nhưng mà cảm giác nhưng mà phải có cái. Tao bắn hết. Như đứng lại, còn thằng này nữa. Tao bắn hết. Dễ. Phoenix vào tay tao cũng vậy thôi. Đúng. Phoenix vào tay ai mà chạy chơi được. Còn xử lý tình huống được không mới là vấn đề chứ. Ai mà chạy chơi được Phoenix đúng không? Phoenix thì ai mà chạy chơi được.